Yo, chào cả nhà quay trở lại cái series game về Monster Legend là mình đây thủ rằng. Rồi, tập hôm nay chúng ta sẽ đi cùng với mình đánh trong cái dungeon này cả nhà, cái địa ngục này. Mình thấy có một số cái địa ngục nó khá là lạ khi mà mình chơi lại ha. Rồi, chúng ta cùng vào bắt đầu rồi. Cái nhà khi mà vào trong game này thì mình vào trong khu vực ba đồ này và mình vào trong cái dungeon. Sau đó chúng ta sẽ vào cái resort dungeon này. Khi mà kết xuống dưới cái nhà mình thấy một cái monster dungeon ở chế độ khó này, và khi mà kết vào đây cái phần thưởng này chúng ta sẽ được một cái quả trứng nở ra legendary thì phải, và một quả trứng mythic ha, monster. Chắc là hay xui và mình thấy chế độ khó, nhưng mà mình thấy là max level bạn này mới có 80 thôi này, không biết là khó hay là dễ đây. Rồi chúng ta sẽ cứ chọn đội hình mạnh nhất ra, chúng ta sẽ test team ha, hoặc là có khi nhãn sức nó làm nhầm cái level của mình chẳng hạn. Cái đánh thôi cả nhà. Bim. Không có cái quay 1, 2 gì luôn, chỉ có một quay duy nhất thôi. Đó, cái đánh xem thử là cái quả trứng nó sẽ nợ cái gì nha, mình chưa biết. Ủa, hình như chắc nhầm mà nó nhầm cái độ khó rồi hay sao cái này. Cái này cả hai quay này, rồi victory. Sao easy vậy ta? Để xem nếu mà ở cuối cái trận của dungeon này không biết là nó sẽ khó hay không. Ok, Battle 1, Way 2. Búp, đám, bùm. Way 3 có không? Không có. Victory. Rồi, chúng ta sẽ đi tới cái thứ 5, 10 cái đúng không cả nhà? 10 cái thì phải. Hút rút. Bèm. Repetency. Ok, tiếp tục nào. Easy man. Rồi, quay. Cái này là được 50.000 vàng cái nhà này. Một số phần thưởng như là nó cho thêm cái lực đánh nữa. Wow. Oh, chắc cái chính xác là 10 lực, không biết là cái quả trứng kia nó đã được cái gì không đây. Nếu mà nó cho mythical thì cũng ok đó ha. Nếu các bạn kiểu mấy bạn cái ạc mới nha, các ạc mới đánh được trứng mythical như trứng legendary cũng ok đấy. Cung long này, rắn này. Wow. Một quay. Rồi, mình sẽ còn 3 cái lực đánh này, mình sẽ tới cái trận cuối này cả nhà. Bùm. Mà sao dễ vậy ta? Hy vọng là các cái trứng kia nó sẽ đỡ được monster thiệt. Ok. Wow. Victory. Rồi, hai cái step cuối cùng. Bum. Rồi, quay hai cái nhà. Sạc. Ok. Sạc. Bèm. Rồi, chúng ta sẽ đến quay cuối cùng. Chúng ta sẽ tới và mình sẽ được cái rương, không biết là nó sẽ mở được cái gì nha. Wow, chúng ta có boss Dread Rock luôn cả nhà.
đánh luôn. 234.000 máu các bạn. Repetency Nightmare tiếp tục. Blink rồi xong team. Chúng ta sẽ có một con bot nữa. Bot Glover ha. Rồi. Tiếp. Boom. Bạn này có Toe. Ok, Frosty. Rồi Book Evasion, ta sẽ tham. Đây, Bem. Rồi, Burning, đóng bị đốt đốt luôn. Hồi sinh. Cái bạn này là tên là Robotato thì phải. Ok, win nha, nhưng mà sẽ được một cái rương. Rồi, khi mà ra thì chắc chắn nó sẽ mở luôn cái rương này luôn thì phải. Ra. Ok, chắc chắn rồi. Một Legendary hoặc là một Mythical Monster thì wow, như vậy thì cái dungeon này khá là hữu ích cho các bạn mới luôn để có được free Mythical. Wow, quá đã luôn cả nhà. Không biết là ai cũng có hay là mỗi một mình có ta. Rồi, nếu mà cái chế độ Monster Dungeon ở cái dạng medium này cả nhà, nó dạng thường thì nó sẽ cho chúng ta một chỉ là một cái trứng Legendary, còn cái kia là nó cho sắc sức có thêm Mythical nữa. Ok, về cái này thì kiểu sinh tồn survival, còn cái này là đi tìm tinh thể đúng không? Nhiều thứ quá các bạn. Đúng rồi, cái này là để tìm tinh thể A nữa. Rồi thì mình tính làm video về mở cái teaser này cả nhà, cái kho báu này cả nhà, nhưng mà cái stream mình không có đủ ha. Chỉ được 120. Để trước mình có tham khảo quyền có nói, có hướng dẫn mình là tầm 200 stream thì có thể kiếm được tầm khoảng 200 đến 400 vé để mở cái covering cả nhà. Cho nên là chắc phải tìm thêm stream đi đủ 200 rồi mới đi làm mấy cái này ha. Thì bây giờ mình mới biết là từ thứ 2 đến thứ 5 thì nó chỉ có đó là môn M ha. Còn khi mà 6, 7, chủ nhật thì nó sẽ có thêm môn hệ A. Thì có thể chúng ta có thể không, chủ yếu mà chúng ta kiếm vé thôi để chúng ta mở cửa Furing cái nha. Cửa Furing là vé VIP. Đây, vé VIP Summon 5. Ok, 5 Monster chúng ta sẽ cần 400 vé. Có kiếm được tầm 400 vé chúng ta sẽ mở được 5 Monster. Đó, nó thật sức, đúng rồi, 5 Monster. Rồi, như vậy là video testing cái dungeon trong chế độ thì mình được một cái trứng và mình đã ra được một M cả nhà. Quá tuyệt vời. Tìm M được free luôn. Wow. Rồi, hy vọng cả nhà sẽ like video cũng như là thích hay cũng như là subscribe giúp kênh của mình nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn cả nhà các video lần sau. Các bạn có thể bình luận bên dưới muốn mình làm cái gì. Ok. Bye bye. Yes.